làm sao mà chúng ta tìm được một cỡ mẫu là gì? Làm sao mà chúng ta biết được cần bao nhiêu người là đủ? Câu hỏi thứ nhất, làm sao mà chúng ta có một cỡ mẫu là gì? Thì chúng ta phải có điều cách. Thứ nhất là cái cách chọn chúng ta phải là gì? Những cái phương pháp chọn mẫu chúng ta đã học rồi, đúng không em? Và chọn mẫu làm sao, số lượng sao cho nó phù hợp, thì đó chúng ta có câu hỏi nghiên cứu, chúng ta có thiết kế nghiên cứu, cái đó chúng ta sẽ được học trong phần thực tế, có phần nghiên cứu học ở cái năm thứ tư và thứ năm. Và câu hỏi tiếp theo là sau khi chọn mẫu đại diện là một chuyện rồi, nhưng mà chúng ta phải tính được chọn bao nhiêu người. Thank you.
cái thời điểm tất cả một làng thành Việt Nam và từng nhóm thành phố Việt Nam. Tuy nhiên vẫn phải có trong tên bài báo vẫn phải có sự giúp sức của các giáo sư nước ngoài. Ở Việt Nam ta chưa hoàn toàn được độc lập hoàn toàn. Tên Việt Nam chưa đúng không ạ? Thì là những nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng là cái nghiên cứu mà xịt nhất trong những quy hoạch. Đó là nghiên cứu về ứng dụng phương pháp điều trị phương pháp thở thuốc trên người, trên cộng đồng có số lớn. Giai đoạn 1, giai đoạn 2 đã thực hiện xong rồi, phải qua cái giai đoạn đó xong mới được cái giai đoạn 3. Giai đoạn 3 phải ok thì mới tới tay chúng ta xài. Cho nên một cái thuốc hay liệu pháp mà tới bên chúng ta cũng phải mất 20 năm nữa. Bạn nào mà có gia đình mà có người bị viêm gan siêu vi C á, bây giờ đỡ lo rồi, có thuốc điều trị rồi. Nếu mà không biết á, thì bây giờ nhắn người nhà đi điều trị đi. Vì viêm gan siêu vi C bây giờ uống thuốc vô điều trị sạch luôn nha em. B thì chưa có, B đã có rất nhiều phương pháp lúc trước mà bây giờ B vẫn chưa có. Còn viêm gan siêu vi C là đi uống thuốc rồi, điều trị là sạch cái con virus trong máu luôn nha. Cho nên người nhà mà có người nhà bệnh thì dẫn đi ra một việc nhiệt đới giữa được làm hay những bệnh viện lớn như là 115, những chị Phương, Nguyễn Trãi hay bệnh viện Đạo Y Dược. Và các em sắp tới lâm sàng cẩn thận, tôi dặn nha. Viêm gan siêu vi C không có vaccine dự phòng. Do đó các em đi lâm sàng sắp tới mà đi đâm chích người ta đó thì phải đúng tuân thủ bảo vệ bản thân mình trước. Vì sao? Uống thuốc vô cũng phát triển lắm các em. Mà liệu pháp điều trị giờ mấy chục triệu á. Nhưng mà cũng kẹo mà các em hồi trước á, mà điều trị viêm gan siêu vi C mà phát đồ chuẩn của các em cũng cả tỷ mấy á. Và sau đó mấy chục năm sau, bây giờ là thuốc mới cũng phải, bây giờ đã giảm khoảng mười mấy triệu, nhưng mà lúc trước là 60 triệu, bây giờ xuống còn mười mấy triệu thôi. Mà chưa có trong danh mục bảo hiểm y tế. Nhưng mà đối với gia đình khó khăn thì ngoài chỉ là nhiều rồi các em. Cho nên các em đi lâm sàng cẩn thận bảo vệ bản thân mình. Thì các em sẽ thấy lý do ý thức cho nghiên cứu của chúng ta rất quan trọng. Bây giờ chúng ta bắt đầu chú ý đến vấn đề ý thức. Có những nghiên cứu rất hay nhưng cuối cùng không qua được vòng ý thức và chúng ta không được tiến hành làm. Đặc biệt là những nghiên cứu về thần thuốc, những nghiên cứu có kỹ thuật xâm lấn trên người. Những nghiên cứu đó bắt buộc phải qua một lần nữa. Thì như vậy các em sẽ thấy về cái khía cạnh đạo đức, nếu các em làm một nghiên cứu với cỡ mẫu không đủ thì như vậy cái kết luận nghiên cứu của chúng ta nó sẽ không góp phần nâng cao hiểu biết. Ta làm nghiên cứu, ta mời người ta vô nghiên cứu của chúng ta, ta cho người ta thử thuốc chẳng hạn, mà nghiên cứu ta lấy mẫu không đủ, như vậy bệnh nhân sẽ bị tác hại các em. Như vậy cái kết quả nghiên cứu ta không sai được, thì như vậy phải phí các em. Thì như vậy có phải người tham gia nghiên cứu phải chịu một nguy cơ có thể có hại khi tham gia vào nghiên cứu chúng ta mà cái kết quả không sai được? Thế vi phạm đạo đức không? Người ta đồng ý tham gia là chúng ta cũng nghĩ cho chung của các em. Bây giờ từ đây vào các em tham gia thực hiện lâm sàng thử thuốc mới, các em dám tham gia không? Có những trường hợp chúng ta phải tham gia, bởi vì sao? Bởi vì cái bệnh đó không có thuốc chữa thì có cái thuốc thử nghiệm thôi. Thận nếu được thì sống luôn, không được thì chết. Đó. Ngoài ra là gì? Nếu mẫu mẫu của chúng ta quá lớn, ví dụ chúng ta là chọn mẫu không đủ, thì dĩ nhiên cái vi phạm đạo đức ta thấy rõ. Ví dụ chúng ta chọn mẫu quá lớn thì sao? Tức là mẫu thừa. Nó càng thừa thì vấn đề đây là như thế nào? Thì nó sẽ là như thế này. Mặc dù kết quả chúng ta đang nó có giá trị đúng không? Ví
ba. Trong cái bài thiên thán, bạn hát với tôi thế này. Có một câu thắc mắc tôi. Tại sao cái cỡ mẫu quá lớn thì có thể tìm được sự khác biệt, nhưng cái điều đó sẽ không có ý nghĩa? Bởi vì nó như thế này. Bởi vì nó sẽ có ý nghĩa về mặt thông kê, nhưng cái sự khác biệt nó quá nhỏ, nó không có ý nghĩa gì về mặt công sản. Tranh nhau một hai đơn vị khác biệt, nhưng một hai đơn vị đó không gây cải thiện trong công sản. Nếu cái sử dụng phương pháp A tỷ lệ hết bệnh là 30%, lấy gì vậy? Có sử dụng phương pháp B tỷ lệ hết bệnh thì có 32% thôi, nhưng xét về mặt chi phí mắc tiền hơn. Thank you.
tên cũng là một phần điểm xấu, được không? E là cái sai số chuẩn ở trong cái cuốn tôi mong muốn, được không em? Còn lại này tôi chỉ là P, mỗi P quy lý trong đây. Tôi cần làm cái cuốn, tôi cần đi xét để biết tỷ lệ mắc bệnh HIV trong cái cuốn của tôi, thì tôi có phải tính cỡ mẫu, có phải tính cỡ mẫu thì tôi phải chồng là 200 người chẳng hạn, có phải đi tìm một cái cỡ mẫu có 200 người sau khi tính cỡ mẫu 200 người, tôi phải dùng phương pháp chọn mẫu để tôi có thể tiếp cận được cái bệnh, khi đó có thể tiếp cận được cái cá thể mà tôi đưa vào nghiên cứu, đúng không em? Và sau khi con được 200 người theo đúng cái tiêu chuẩn rồi thì khi đó tôi mới đi làm xét nghiệm máu, đúng không? Và từ xét nghiệm máu đó người ta sẽ ra kết quả, sau đó tôi mới tính lại cái tỷ lệ những cái bên trên nhóm 200 người đó. Đó là điều tôi muốn tìm, đúng không em? Đó là điều tôi muốn tìm. Mà muốn tìm thì tôi làm nghiên cứu, mà muốn làm nghiên cứu thì tôi mới tính cỡ mẫu. Mà bây giờ tính cỡ mẫu thì phải trong cái tỷ lệ. Thấy vui không? Thường xuyên mang, nếu có thường xuyên mang, nó không có cần.
một ngàn. Thì các em tương tự có thể làm cái thử như vậy, bố có cái nghiên cứu mô tả cho một cái biến số hiện lượng. Cũng tương tự các bạn cũng chọn nhỏ. Bạn 100 người, 200 người hoặc là 50, 60 người đó là ngang. Cái giá ngang là tỷ lệ mắc bao nhiêu, có giá thì trung bình cái biến số cần khảo sát bao nhiêu, xong rồi đó là tính ra. Được không? Giống bằng xảy ra.
tốt nhất trong tình huống đó là cô sẽ nhận em và người dạy và cái lỗi này là cho em. Vì như bạn học viên của mình mới được bảo vệ, lỗi là do thầy, thầy nữa học viên nó mới quay nữa các em. Mà khi mình nhận như vậy là học viên là xong. Và khi mà đi ra xong cứ hỏi thống kê thay thì hỏi học viên cuối cùng trở thành của mình trả lời. Cho nên mỗi đề tài trong một hợp đồng nó sẽ có rất kỹ.
Chính vì vậy, nguyên tắc trong bài cỡ mẫu chương 12 là chúng ta luôn luôn làm tròn lên bất chấp số học phần của chúng ta là số mấy. Ok, cứ có số học phần là tròn lên số đó. Đồng ý không? Trường hợp đó rất đơn.